Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm qua huyện Rong Thủy, Quảng Tây hứng chịu lũ lụt do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn. Đến 16 giờ cùng ngày, mực nước sông Dung Giang chảy qua huyện đạt 113,13m, cao hơn mực nước cảnh báo 6,53m. Nước sông tràn vào thị trấn huyện, toàn bộ thành phố bị ngập. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và các tỉnh và khu vực khác. Để đối phó với tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Bộ Quốc phòng đã nâng cấp phản ứng kiểm soát lũ cấp 4, được đưa ra vào lúc 18 giờ ngày hôm qua, thành phản ứng kiểm soát lũ cấp 3 vào lúc 12 giờ ngày hôm nay. Để đối phó với thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Tây và những nơi khác, Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia, đồng thời cử các nhóm công tác đến các vùng thiên tai. Ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của Quảng Tây đã được nâng cấp lên cấp độ 2. Tỉnh Quảng Tây hứng chịu lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp. Tính đến ngày hôm nay, 2,168 triệu người tại 6 thành phố và 39 quận huyện trong khu vực đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. 208.200 người đã phải di rời và tái định cư khẩn cấp. 97.300 người gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Quế Lâm, Quảng Tây có mực nước lũ cao nhất kể từ năm 1998, 30 năm mới có một lần. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Quảng Tây đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 lên cấp 2 để đảm bảo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ lũ lụt diễn ra thuận lợi. Hôm nay, khu vực mưa lớn ở Quảng Tây đang dần di chuyển về phía Nam và cường độ đã suy yếu. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo ngày mai sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ hoặc mưa to ở phía Nam và phía Đông Quảng Tây, có thể kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Ở các khu vực khác sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ, cường độ mưa suy yếu. Trong ngày kia, hầu hết các khu vực đều có mưa vừa đến mưa to, trong đó khu vực Tây Nam Quảng Tây và ven biển có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tình hình chống lũ đang diễn ra rất căng thẳng. Hồ chứa nước Kama ở Quảng Tây, nơi được chú ý nhiều, vẫn đang gặp nguy hiểm và không thể loại trừ nguy cơ vỡ đập. Quảng Tây cũng ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các địa phương nhanh chóng tiến hành kiểm tra toàn bộ các hồ chứa nguy hiểm để đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ. Một khi hồ chứa có nguy cơ vỡ đập, phải tổ chức ngay việc di chuyển người dân vùng hạ du để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Kể từ mưa lũ, ở Quý Châu đã có 19 người chết, 3 người mất tích. Lượng mưa lớn đã xảy ra ở phía Nam và Đông Nam tỉnh Quý Châu từ 2 ngày qua đã khiến hơn 330.000 người ở 10 huyện và thành phố bị ảnh hưởng. Mưa lũ khiến một người chết, một người mất tích. Theo thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh Quý Châu, lượng mưa lớn từ 2 ngày qua chủ yếu tập trung ở quận tự trị Kiểm Nam, Bố Nghĩa và Miêu và quận Thiên Đông, Nam Miêu và Đông có lượng mưa lần lượt là 145,7mm và 122mm. 5 quận bao gồm Rong Giang, Lý Bố, Đại Trại, Lôi Sông và San Sui hứng chịu mưa lớn, 16 thị trấn khác có mưa rất lớn và 93 thị trấn có mưa lớn, trong đó ở thị trấn Đình Đông, huyện Cống Giang, lượng mưa cao nhất là 287,7mm. Kể từ đầu mùa lũ năm nay, tính đến nay có 68 huyện thuộc 9 thành phố thuộc tỉnh Quý Châu đã xảy ra mưa lớn, lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với diện tích 1,97 triệu hectare cây trồng và 2,86 triệu người bị ảnh hưởng, 19 người chết, 3 người mất tích, 4.739 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 935 triệu nhân dân tệ. Mưa lớn ở Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã khiến 20 người chết. Tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Hai, 5,247 triệu người ở 61 quận thuộc 12 thành phố của tỉnh Hồ Nam, bao gồm Trương Gia Giới, Nghi Dương, Vĩnh Châu, Hoài Hóa, Lâu Đài, Nhạc Dương và Thường Đức đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão và lũ lụt và 7 người chết. Di chuyển khẩn cấp và tái định cư 102.300 người, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2,41 triệu ha, 17.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai là 1,3 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thành phố Lodi là bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
tại tỉnh Hồ Bắc, tổng số 6,4229 triệu người tại 17 thành phố và 64 huyện bị ảnh hưởng, 13 người chết, 2 người mất tích và 33.500 người phải di dời khẩn cấp, 4,091 triệu hectare hoa màu bị ảnh hưởng, 6.255 nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thảm họa là 1,514 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Tùy Châu, Ân Thạch, Hoàng Cương và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để đối phó với thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc, Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Hai, đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ thiên tai. Giang Tây đưa ra cảnh báo mưa bão cao nhất trong lịch sử. Kể từ ngày hôm qua, tại 13 huyện của tỉnh Giang Tây đã có mưa lớn và mưa lớn dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng tại 27 huyện. Vào 2 ngày nay, Đài quan sát khí tượng Giang Tây đã đưa ra 2 tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, mức cảnh báo mưa bão cao nhất được đưa ra trong lịch sử Giang Tây. Trận mưa xối xả bắt đầu từ ngày thứ Hai về cơ bản đã kết thúc ở Nam Giang Tây. Nhưng những trận lũ sau đó đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Giang Tây, một số con sông đã bị ngập lụt vượt quá lịch sử. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh có 3,904 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 12 người chết và 1 người mất tích do thiên tai, hơn 80.000 người phải di rời khẩn cấp, 5.614 nhà bị sập và 8.974 nhà bị tốc mái. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai là 975 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, những người dân bị ảnh hưởng đã cơ bản được tái định cư. Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Ba tuần này, có những trận mưa lớn như trút nước ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố Cám Châu, và có một số trận mưa bão cực lớn với các ghi chép ký tượng lịch sử kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Phạm vi mưa rộng, cường độ cao và thiên tai rất nghiêm trọng. Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày thứ Ba, để đối phó với mưa bão và thiên tai lũ lụt ở Giang Tây và Quảng Tây, Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia, đồng thời cử các nhóm công tác đến vùng thiên tai. Mưa lớn liên tục cũng đang tiếp diễn ở Phúc Kiến khiến 10 người thiệt mạng. Thiệt hại trực tiếp hơn 200 triệu nhân dân tệ. Từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến xảy ra mưa lớn diện rộng, khiến hơn 180.000 người ở tỉnh Phúc Kiến bị ảnh hưởng, 10 người chết, 2 người mất tích và 22.200 người phải di chuyển. Do chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm, từ 3 ngày qua, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến có mưa rào diện rộng, mưa xối xả cục bộ, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, Thiểm Tây, Hữu Tích, Cù Đồn Ly và Mai Tây và các nhánh của sông Mân Giang đã trải qua lũ lụt với mực nước vượt mức cảnh báo và lũ lụt với mực nước vượt mức cảnh báo lũ nguy hiểm đã xảy ra ở Đại Giang Tây, một nhánh của sông Mân Giang và một số địa điểm ở thượng nguồn phía tây sông Cửu Long Giang và Tương Giang. Mưa xối xả và lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nhất định cho Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình, Long Nham và các thành phố khác. Theo thống kê, lúc 17 giờ ngày thứ Tư, tổng cộng 186.400 người tại 19 huyện của tỉnh Phúc Kiến gồm Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình và Long Nham đã bị ảnh hưởng, 420 ngôi nhà bị sập, 8 người chết và 2 người mất tích, 24.200 người phải di rời, 13,69 nghìn hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 68 doanh nghiệp, công nghiệp và khai thác mỏ bị đình chỉ hoạt động, 25,56 km bờ bao bị hư hỏng, 4,53 km đê bị vỡ, 100 hồ đập bị phá hủy. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 242 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với các công trình thủy lợi là 107 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, mái đập của hồ chứa Kama ở Quảng Tây bị sập một phần và 15.000 người đã được chuyển đi. Một trận mưa lớn khác ở Quảng Tây đã gây nguy hiểm nghiêm trọng tại hồ chứa nước Kama ở huyện Lạc Thành. Hiện tại, tổng cộng 15.011 người từ 4.642 hộ gia đình ở huyện Lạc Thành và thành phố Nghi Châu ở hạ lưu hồ chứa Kama đã được chuyển đến nơi an toàn và nguy cơ vỡ đập tạm thời giảm bớt. Mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ chứa Kama đang được gia cố, dâng cao, mái đập hạ lưu bị sạt lở một phần, móng đập bị thủng khi nước lũ tràn qua đập tràn đang thi công. Bức tường bên phải ở lối ra của đường hầm dẫn dòng của đập đã bị cuốn trôi 53,5 mét. Hiện cán bộ chiến sĩ đơn vị thủy điện Công an Nhân dân Vũ Trang và lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đang tiến hành các biện pháp như hạ cao trình đập tràn để tăng lưu lượng xả, sớm loại bỏ nguy hiểm. Lũ lụt lớn cũng đang xảy ra ở Quảng Tây, cảnh sát Vũ Trang và chiến sĩ khẩn trương giải cứu nhiều người dân bị mắc kẹt. Mưa xối xả liên tục ở Quảng Tây đã gây lũ lụt trên diện rộng.
do nước lũ ở một số khu vực dâng quá nhanh, một số người dân đã bị mắc kẹt, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đã giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Tình hình mưa lớn liên tục và công tác chống lũ ở một số tỉnh, vùng miền ở Trung Quốc đang diễn ra gay gắt. Nhiều vùng của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong những ngày gần đây, trong đó Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực, tình hình chống ngập hết sức cam go. Vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Tư, mực nước sông Liễu Giang ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây lên tới 90,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 7,8m. Các tòa nhà dọc sông Liễu Giang đã bị ngập lụt, đỉnh lũ sẽ đi qua trạm Liễu Giang, Liễu Châu vào khoảng 23 giờ đêm ngày thứ Tư. Đỉnh lũ lần này có mực nước cao tới 90,5m, cũng là đỉnh lũ hơn 30 năm mới có một lần. Lâm Khai Bình, kỹ sư trưởng của Đài quan sát khí tượng Quảng Tây cho biết, chúng tôi gọi đó là mưa bão lớn khi nó đạt tới 250mm, bây giờ là hơn 580mm, tức là đang tăng gấp đôi nên mưa rất lớn. Mưa lớn cũng khiến 420.000 người ở 14 thành phố Vân Nam bị ngập lụt. Sau khi bước vào mùa mưa năm nay, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu nhiều trận mưa lớn. Theo trụ sở cứu trợ hạn hán tỉnh Vân Nam, với lượng mưa tăng dần trên toàn tỉnh, đặc biệt là lượng mưa lớn gần đây, một số nơi đã chuyển từ hạn hán sang lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến nay, thiên tai lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 439 triệu nhân dân tệ. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm 15 thành phố của tỉnh Vân Nam, trừ Lệ Giang và Đức Hồng, 47 huyện và 136 thị trấn với tổng số người là 461.900 người. Đặc biệt, lũ ở Nam Vân Nam tương đối nghiêm trọng. Trước tình hình lũ chính vụ đang đến, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh yêu cầu phải làm tốt công tác phòng chống lụt bão và các biện pháp khẩn cấp cho các đơn vị, vùng trọng điểm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa các cấp phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, nắm bắt chính xác diễn biến lũ, mực nước, phán đoán một cách khoa học xu thế diễn biến của tình hình thiên tai, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ quan trọng như thủy điện đang thi công, cầu cống, đường cao tốc, ao thải quặng, trường học và các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ hơn nữa về nhân sự, kinh phí, vật tư phòng chống lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường kiểm tra bờ kè, phòng chống nghiêm ngặt, hạn chế thấp nhất thương vong. Cần lưu ý rằng, mặc dù Vân Nam đã có một số trận mưa lớn trong năm nay, nhưng lượng mưa tổng thể ở Vân Nam vẫn tương đối thấp và sự phân bố lượng mưa cực kỳ không đồng đều, có thể gây ra hạn hán và lũ lụt cùng tồn tại trên toàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của Ban Biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.